Hello, Yana xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì Yana mua theo quá trước mọi người nhé. Đây, xin chào mọi người. Hôm nay thì trời thì rất là nắng nóng mọi người. Hôm nay thì anh em nhà mới về 2K. Hôm nay thì Yana mua theo chân ca để luốc mọi người nhé. Bây giờ thì anh em nhà sẽ chuẩn bị luốc ca mọi người nhé. Chân ca mọi người nhé. Lấy quế mọi người nhé. Đây. Đây. Được rồi, cái này đủ chưa? Được rồi. Yana sẽ đốt lửa mọi người nhé. Đây. Yana sẽ lấy chân ca mọi người nhé. Đây. 5 chục chắc là 20 mấy nhỉ. Đây mọi người, chân ga đây. Chân ga thì rất là nhiều mọi người nhé. Hơn 20 mấy cái mọi người. Wow. Đây cả bánh nhi đây mọi người. Sao ốc như thế này khó lắm nhỉ. Đây, được rồi, tắt nước đi. Anh em đưa đi, đưa con gà. Bạc nghe này. Rồi, ngoài đây. Túi cà phê mọi người ạ. Xong rồi. Đây. Bây giờ anh em nha, chuẩn bị nấu chân ga. Nấu chân ga anh em. Bỏ vào xong đây. Nóng à. Nóng quá nhỉ. Được rồi. Không đồ đâu. Hello mọi người, hôm nay Yana sẽ đi lễ cây mọi người nhé. Cắt cây. Nhưng mà không có rào. Ủa cà chín hết rồi mọi người. Cái này cao á. Chỗ này nó chưa nhiều. Wow. Đúng quá mọi người. Anh em quên đem theo cái dao mọi người.
chừng này được rồi. Chỗ mình ở đây để ăn chân ca mình giả bằng ớt nha mọi người nhé. Đây ớt đây, ớt cherry, ớt cherry chứ mình ăn nó cay lắm ạ. Ớt đây thì cũng bỏ phân đâu, ớt mình pick thì bon phân mình ăn nó thì không có cay đâu mọi người ạ, đúng không Kha Bánh nhé? Đúng. Bò hành. Đây là cá no mỏi nha. Bây giờ em sẽ đồ cá no mỏi. Cá nó cần muối ớt không? Cần muối không? Không cần đâu nhỉ? Nó tạt cho mình. Chừng đấy được rồi. Bây giờ em sẽ ra muối ớt mọi người nhé. Đúng rồi nha. Mình là Kha Bánh. Kha Bánh như năm nay bao nhiêu tuổi? 12 hả? 12 tuổi mọi người nhé. Kha Bánh như năm nay thì 12 tuổi. Đi học không? Không. Không hả? Nóng hả? Bỏ nhà mẹ to rồi hôm nay này. Làm vợ trách mọi người nhé. Em sẽ mở thử nắp nó mở nhé. Sắp kín đấy nha mọi người nhé. Vào. Đây, nước sôi rồi mọi người ạ. Thì chân cũng kín rồi mọi người nhé. Bây giờ em đốt thau mọi người nhé. Hết rồi mọi người. Tôi ba. Wow. Rất là non mọi người nhé. Bây giờ Ian nó sẽ lấy quả trứng này mọi người nhé. Để mở chỗ kia. Hello mọi người, hôm nay thì anh em nha nấu luộc chân ca thì cùng chiên đây mọi người nha. Bây giờ thì anh em nha cùng mời tất cả mọi người ăn chung ở trong tem mi ăn mọi người nha. Đây, bây giờ thì anh em nha sẽ ăn mọi người nha. Thôi, ăn đây. Kha Bánh nhí. Đây mọi người, đây mọi người. Giờ lấy nhiêu mọi người nha. Siêu cay không luôn. Vẫn nóng nhỉ. Ừ. Đây nhá. Đây. Nóng quá. Nóng quá như mình. Mới nấu xong này.
Nóng không? Nóng. Khá bình nhị. Nóng khá bình nhị. Bảo nóng lắm. Mời cả nhà. Bây giờ anh em nha sẽ lúc vào vỗ nó mở nhé. Đây là vỗ nó mở nhé. Nóng quá, quá nóng luôn. Mình ăn nóng nó ngon. Nóng không anh? Nóng á. Xong hả? Quá nóng. Mời Yan, mời tất cả mọi người ăn chung với Yan mọi người nhé. Nóng quá anh em ơi. Đây cho mọi người hết đây một lên. Đây. Đây thì giờ anh em mọi người. Mời cả nhà ăn nhé. Vào thêm quá. Quá nóng luôn. Ngon luôn Yan. Ngon. Ngon. Cài tí nhé. Mình nóng mình bọc vân vân manh nhé. Nóng quá mọi người ạ. Đấy nhá. Đấy nhá. Nóng không cả nhà gì. Ăn nhá. Mời cả nhà ăn chung với ít bếp nhá. Thèm quá. Wow, ngon quá. À, ngon. Ngon không? Cảm ơn luôn. Đây. Yan thì thích ăn nhiều quá mọi người. Ớt ít thì Yan không thèm ăn. Đây. Quá ngon. Làm mới ớt đây mọi người. Ôi ngứa. Ớt đây thì ớt chơi đây mọi người ạ. Nhưng mà nó không có màu. Ớt ăn mà. Đây, các bạn nhìn. Làm mọi người ớt. Châm đi. Đây, các bạn ớt. Mời cái nhan nhé. Ăn chân ga mọi người nhé. Để. Châm đi. Ngươi giờ ăn nha. Ngon á. Quá ngon. Nó này mình ăn mà ngon lắm mẹ bạn. À, ngon lắm. Đây thì cùng mưa lên luôn mọi người ạ. Mưa bốc lên rồi. Mưa bốc lên mọi người nha. Hay quá. Mời cả nhà ăn đi, các bạn nhìn. Mời cả nhà uống nước ngọt nha. Tại vì cay quá. Sao ngon không? Chào mời mấy ớt đi. Khẳng ngược đi. Ngon nhỉ. Ngon nhưng mà mình mới bóc lên thì rất là nóng luôn. Lúc vỏ thì nóng quá. Nóng như thế này thì nhẹ rồi mà. Ăn nó mới ngon á. Ngon quá. Là lanh thì ăn cứ ngon đâu. Vào nóng quá cả nhà ơi. Nói mời cả nhà ăn nha. Ăn chung với Yan nha mọi người nha. Cay quá mọi người. Nơi không sợ ớt mà đúng không em? Nơi không sợ ớt mà ăn cay rồi mọi người ạ. Ngon quá, ngon quá. Cả nhà ơi ngon quá. Cay quá. Dạ. Cay hả? Dạ. Ăn ớt nhiều quá. Ăn ớt nhiều mà cay lắm. Ăn thêm nữa. Ăn đi không đủ đâu. Đây. Mười. Mười ớt đây. Rất là nhiều mọi người nha. Vâng. Ngon quá mọi người, quá ngon. Nóng quá. Nóng ngon. Chấm đi, chấm ớt đi. Mình cứ nhà ăn nè. Cay quá. Cay rồi còn ăn thêm ớt nữa mọi người. Quá cay luôn. Cay quá, uống nước rồi.
nhanh quá, nhanh cay quá. Cay quá. Cay không? Cay. Cay quá. Mất đi ăn mọi người. Quá cay luôn. Đói hết nước mập mọi người nha. Cay nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Lâu rồi chưa ăn trên cà, ăn rất là ngon luôn. Vâng. Cay không chịu luôn mọi người ạ. Còn thèm ăn nữa. Mời cả nhà ăn đi, các bạn nhỉ. Ăn nha. No rồi. No rồi hả? Ăn có ba qua thôi mọi người. No rồi. Ủa mùi ớt sắp hết rồi, sắp hết rồi. Nhiều lắm mùi ớt nè. Đây mời cả nhà ăn nha. Ngon đó. Đây. Quay chị. Quay chị có bông. Mọi người mời cả nhà ăn nha. Bây giờ em sẽ dựng clip tới đây mọi người nha. Mọi người xem hay thì cho một like để đăng ký kênh Cá Chi Ăn mọi người, để anh em nha ra video 22 mọi người nha. Bye. Bye.